Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Quay trở lại với các anh em với cái mẫu loa cây của JBL G4000 dòng bass 30 thì em xin giới thiệu các anh em một cấu hình quá tuyệt vời trong cái phần khúc karaoke gia đình cũng như tầm giá các anh em đầu tư. Ở đây thì em đang tối ưu hết những cái gì có thể để giúp các anh em sở hữu một cấu hình này với cái mức tiền đầu tư không có quá cao. Thì em đang ghép cho các anh em một đôi loa JBL G4000 dòng Remington phiên bản bass 30. Công suất của con này thì các anh em có thể nhìn thấy nó mắc lên được 700W. 700W và form dáng các anh em cũng biết rồi. Với cái chiều cao cũng như là cái hình thức rất là đẹp mắt và sang trọng như thế này. Kết hợp ở đây là con đẩy QA800 Pro. Vì sao em nói là tối ưu hết các khoản chi phí không cần thiết thì em đây, em chỉ ghép các anh em một con đẩy hai kênh để đánh gia đình. Đẩy này mạch class D nguồn xung, công suất nó cũng lên đến 800W cho một kênh. Nó vẫn có thể đánh được một cặp loa này với chất da vô cùng tươi sáng và hát karaoke. Tí nữa em sẽ test trực tiếp một đoạn karaoke để các anh em nắm được cái độ chất của con đẩy kết hợp với con loa JBL G4000 của em. Và con nâng tiếng TD Acoustic này. Các anh em ghép thêm được, không ghép thêm được, nhưng mà thường thì em sẽ ghép thêm các anh em để được cái chất lượng nhạc ổn định hơn. Và một con vang KM8 Epic Pro. Vang này là dòng vang số chỉnh cơ, có hiệu năng rất là tốt trong cái thời điểm hiện tại. Với cái mức giá 2,5 triệu thì chưa có nào vượt qua nó đâu. USB cổng quang Bluetooth 48 bit. Và hiệu ứng mic các thứ đầy đủ, 8 chế độ mic hết. Reverb rất là mượt mà. Và giúp các anh em có cái trải nghiệm karaoke thì em tặng các anh em một cái mic dây cao cấp với sợi dây dài 8,5 mét và tay mic màu vàng gold vô cùng sang trọng này. Tổng thể bộ combo này thì tí em sẽ để giá công khai, đảm bảo với anh em là giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Và sau đây thì không làm mất nhiều thời gian các anh em nữa, em đi vào test trực tiếp luôn một ca khúc Giấc mơ Chapi này để các anh em cảm nhận cũng là nghe và đánh giá được cái độ nét, độ chi tiết của cái cấu hình combo này. Vâng ạ, và sau đây xin mời các anh em chúng ta thưởng thức ca khúc Giấc mơ Chapi. Ông kỹ thuật viên bên là công ty JK Audio test trên cái cấu hình cũng như là đôi loa JBL G4000. Các anh em đeo cái tai nghe cũng như tặng xem một cái like khi em đang trình diễn ca khúc này. Cảm ơn các anh em rất là nhiều đã động viên, đã ủng hộ anh em tập thể công ty bên JK Audio. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhâm nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, anh nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi sung lên vài sợi dây đàn đá một người lặng lẽ. Ôi lặng lẽ những rừng cây ngọn đồi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi, duy ca ơi. Em với một ca khúc Giấc mơ Chapi, nó rất là kén các dàn nhạc cũng như là những đôi loa. Một cái đôi G4000 nó thể hiện rất là tốt, cũng như là bên công ty chúng em cũng đã cố gắng hết sức để truyền tải được những cái những cái đôi loa, những cái sản phẩm nó
mang được những cái chất đến phục vụ cho các anh em. Nếu có nhu cầu các anh em cứ liên hệ trực tiếp cho bên công ty chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và em cũng xin khép lại video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo. Chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa lá mưa. Chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhân như quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ăn nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi sung lên vài sợi dây đàn đá đông đầy, một người lang thang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.